Xin chào các bạn, thì hôm nay là lại ngày nghỉ cuối tuần, thì cũng muốn chia sẻ các bạn về cái nội dung, tức là tuần trước thì tôi có xử lý là tưới nước vôi vào, tức mình tưới nước vôi cho một số cây lan mà nó bị thối lá rễ. Thì qua một tuần tưới nước vôi thì mời các bạn là xem kết quả như thế nào. Thì tất nhiên là may là nó không bị chết cây nào, nhưng mà nó vẫn yếu. Thì đây các bạn thấy là cái cây kiều, hôm trước là cây này nó gục đấy, các bạn thấy chưa. Thì tôi đổ nước vôi đây, đây nhưng bà xã tưới chắc dùng vòi xịt nó bay hết những cái, thì một số cái vỏ thông nhỏ trên này nó bay hết rồi, các bạn nhìn thấy không? Đấy, nó trơ cái cục này, bởi vì nguyên tắc thì cái kiều này hình như cái trồng cái gốc này nó phải nổi lên. Như các bạn nhìn thấy đấy, tôi để ngoài nắng, tức là một tuần nay là bỏ ngoài nắng. Hôm trước treo trên dây phơi đây, đấy, dây phơi chỗ này. Nhưng sau đấy lại treo đây. Như các bạn thấy nếu thế này thì nó lại bắt đầu nó ổn đây này. Lá nó thấy có vẻ cứng này, lá này nó còn non, nó hơi gốc gốc nhưng không gì, nhưng mà đây các bạn nhìn thấy khớp nối, tức một tuần sau khi nó gũ mà mình tưới nước vôi đấy, các bạn thấy chưa, thì rễ mới ra đây. Vì cái này tôi cũng không kết luận vấn đề gì, tức là mỗi người trồng lan một kiểu, thì tôi làm thế nào tôi chia sẻ thế thôi, chứ cũng không phải là tôi làm để cho mọi người học, mà đây nó cũng chỉ là tham khảo. Thì các bạn thấy là cái cây này thì đến nay thì các bạn thấy lá nó cứng này, mà các bạn nhìn thấy rễ nó có một cái rễ xanh đây. Đấy, để tôi chỉnh. Đấy, ngay đầu ngón tay. Thì nghĩa là nó phát triển là cũng được. Ôi giời, nhưng mà đây rất là nắm kiến. Các bạn thấy chưa, cái cây đá trâu tôi mới mua và tôi ghép đây nó sáng này. Chỗ này kiếm tí nữa là phải xử lý khu vực này cho vôi tiếp. Còn đây là cái mới trồng. Còn đây là những cái mà tưới nước vôi. Thì đây cái chầm, mấy cái chầm cao bằng hình như ở đây nó không hợp khí hậu lắm. Đấy nha, các bạn nhìn thấy hiện trường này. Bà xã tưới chắc là tưới xịt cái vòi nó bay hết cái đấy này. Cái rêu nó gần bay ra. Những cái này khả năng không cứu được. Cái mầm này nó khô hai lá, tưới nước vôi nhưng mà nó vẫn bị trong cái gốc ở đây. Nhưng mà sau một tuần cái lá này vẫn thế thì nó vẫn còn đang trụ hạ. Nên tôi cứ để này thôi. Như tưới nước vôi thì vẫn cơ bản nó ổn. Còn đây của cái chầm con tum thì các bạn thấy, để tôi xách xuống đây. Đấy các bạn thấy. Tôi cũng đang chuẩn bị một ít tật để tôi bỏ cái phân bò vào, tôi cho lên phía trên. Mình làm theo đúng kiểu dân dã nhưng không. Các bạn thấy cây này hôm trước thì tôi đã quay. Tức tuần trước đây sau một tuần, lá nó vẫn còn nhũn đây, nó đúng là bình thường phải cắt. Nhưng mà tôi kệ nó. Đấy, vì cái thông thấy cái dây rễ này thì không ấy, là tưới nước vôi nó vẫn tồn tại này. Còn cái này thì cái lá nó vẫn mướt bởi vì để trong đấy, đây là cái đấy là nó chưa gì. Như các bạn nhìn thấy rễ màu xanh, tức là cái màu xanh ở đầu đây thì nó vẫn phát triển tốt. Ý nghĩa là mình tưới nước vôi trong thì nó không ảnh hưởng đến cái mấy cái lá này, và nó có thể nó xử lý kiến các thứ hoặc một số con côn trùng không ấy. Đây các bạn thấy đây là rễ nó vẫn xanh, tức là sau một tuần tưới nước vôi trong. Tuần trước tôi làm đấy, như đây này, đây các bạn lại nhìn xuất hiện hình như con gì đốt. Đấy, có cái nốt nốt ở đây là hình như con gì đốt. Nhưng mà nó vẫn tốt không cái gì. Thì kết quả thì nhiều bạn nói là làm thì phải có kết quả mới đi lên, nhưng mà chờ kết quả nó rất lâu thì. Quan điểm của tôi là vừa trồng vừa nan mini, vừa chia sẻ những cái gì nó tôi chăm sóc và kết quả như thế nào. Tất nhiên nó được hay nó không được thì tôi vẫn đưa lên để các bạn cùng tham khảo. Ví dụ như tôi trồng cái giỏ mui tua, các bạn thấy nó khô đét. Nhưng tôi bảo cây nó vẫn tươi tươi, nhưng để khả năng chắc cũng không trụ được. Hình như cái khoảng thảo mui tua này là nó rất khó trồng. Thứ hai là tôi trồng tôi để sâu uống nước hình như nó úng thối rễ. Còn cơ bản các mọi cái đây các bạn thấy cây sóc nào, nhìn lá nó khô nghĩa là thiếu nước. Nhưng mà đây các bạn thấy rễ nó vẫn to, nên tôi kẻ đấy, các bạn thấy chưa.
nó thiếu nước, thì bây giờ mới lá này lên là cây này nó thì thiếu nước. Thì lát nữa tôi sẽ làm một cái tất, tôi bỏ phân tôi buộc ở đây. Đấy. Còn cây về liên quan nước vôi thì đấy các bạn, tôi sẽ cho các bạn xem về cái cây xử lý nước vôi. Tức là sau khi mà xử lý bằng vôi thối nhũn thì một số bạn bảo được hay không, thì tôi thấy tôi làm nào đấy mà tôi cũng không kết luận là được hay không. Như nên là một cây là tôi xử lý bằng vôi. Khi nó bị, nếu bạn nào mà theo dõi thì cây này nó có hai cái mầm gốc lên và nó bị nhũn xuống, và khi nhổ lên là rễ bị nhũn hết. Thì sau khi đến là tôi nhổ nên tôi cắt hết cái rễ nhũn, tôi bôi vôi đây, các bạn thấy vôi vẫn còn nguyên si, nhưng khả năng nếu bôi vào mắt thì mầm gốc nó này khỏi chưa lên được. Nhưng mà sau khi tôi ấy là tôi treo ngược lên một ngày sau cho nó khô, và tôi ghép vào cái cành vú sữa. Như các bạn thấy đây thì cái kỳ nó lên và rễ ra rất tua tủa. Thì tôi cũng chỉ treo đến tưới hàng ngày, vì cây này thì như mình thực hiện đấy, mình không cho thuốc gì. Đấy các bạn thấy cái rễ đây nó bám vào ngay cây vú sữa, cành vú sữa. Đấy, vì nó kết quả như nào thì tôi chia sẻ. Các bạn thấy đây vẫn vôi, tôi quét dính ngắc ở đây. Đấy. Thì cứ để thế này thì nghĩa là cái cây này nó có hai cái thân già này, nó vẫn khỏe, nó vẫn nuôi được mấy mầm này. Nhưng bây giờ các bạn thấy rễ đây, thì tôi cũng đang định buộc một cái mảnh vỏ dừa hay một cái gì đấy vào đây để cho rễ nó bám vào luôn, tức mình cũng không cần để cho nó xóa sau này nó xuống. Đấy các bạn thấy thì đấy, bây giờ nó phát triển cũng tốt. Đấy là xử lý bằng vôi. Còn như các bạn thấy đấy thì lát nữa, vì cái này rất nhiều kiến, hôm trước tôi đã hết nước vôi nhưng mà nó rất nhiều kiến. Đấy các bạn nhìn thấy này, kiến nó mò. Cái này cái đai trâu thì tôi mua để tăng thêm vào cái bổ sung cho vườn An Mini là nó đa dạng. Đấy thì vôi và cái cây trầm lá mít Cao Bằng đấy. Còn cây đây là hôm trước tôi tưới nước vôi nhưng mà tôi cũng chưa hiểu tại sao lá nó còn quăn hay là dẹp hay trước, hình như là cũng không phải dẹp. Nếu dẹp thì tôi tưới nước vôi nhá, vì cây này hôm trước nó bị con sâu gì độc đây. Thì đây là cái dòng trầm lá mít Cao Bằng, các bạn thấy lá to, thì gọi là mít thì không gọi là xoài được. Đấy như rẻ đây các bạn, tuần trước là tôi cũng tưới nước vôi cả cây này. Đây nước vôi thì ở cái chậu đây, chậu nước vôi dưới là vôi trong, vôi 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 trong là tôi hôm trước tôi quắng nước vôi, nó mưa nó cũng một mức rồi đấy. Đấy là nước vôi, mưa lại đầy lên nhưng mà nó vẫn là nước chất vôi. Thì các bạn nếu nhìn đây, các bạn nhìn cái rễ đây nó xanh, nghĩa là cây này nó vẫn đang cái rễ xanh, là nó đang phát triển tốt. Đấy cái này nó được khoảng gần 1 cm cái rễ. Thì cây này nhưng bây giờ vẫn thấy lá nó cũ này, khả năng là thiếu sáng, thiếu ánh nắng, hoặc là do vấn đề đây các bạn thấy là hình như có con bọ sâu gì đục đây, nhưng tôi không muốn phun thuốc. À con gì nó đốt, các bạn nếu mà nhìn thì hình như nó đốt từng từng nõ nõ. Thì nếu các bạn nào mà xem thì mình cũng chỉ tham khảo. Tới giờ các bạn thấy nó hình như châm đốt con gì đấy. Thì cây này lá ông chưa hiểu tại sao nó quăn nhưng mà lá vẫn cứng. Trong vườn An Mini thì nó hơi thiếu nắng một tí, nhưng tôi cũng không dám phơi ra ngoài nắng nhiều. Đấy. Thì đây là chủ yếu phổ thông, tôi vứt một ít cái hạt phân C. Chứ phân hóa học thì tôi cũng chưa chưa cho vào lắm. Đấy thì chắc là cây này vẫn ổn, rễ riếc đây thì các bạn thấy là hôm trước liên quan là một số rễ là đen đầu này đấy, nhưng mà cái rễ bên này bắt đầu phát triển, tưới nước vôi và nó phát triển lên rồi, thì nghĩa là các cái rễ mới nó vẫn ra là vẫn tốt. Đấy đây một cái rễ đây là xanh đầu nữa, chứ còn những cái rễ đen đầu trong kia là hỏng đấy. Thì những cái này thì tôi biết thế nào tôi chia sẻ. Ở đây còn một rễ rất dài đây đấy. Ừ, nên là biết thế nào thì tôi chia sẻ thế.
thì tưới nước vôi trong đó là nó không, cũng không ảnh hưởng. Ừ, đấy thì kết quả, bởi vì là khi mà đưa lên về cái tưới nước vôi hoặc là xử lý vôi thì một số bạn nói là không biết có ổn hay không, hoặc như đây cái kiếm cái vôi lúc đặt đặt phất đầy đấy, nó như là vôi quét tường ấy. Như nó không có gì đấy, cái kiếm có một một lên này này, các bạn nhìn thấy không, và cái cây kiểu vuông các bạn nhìn thấy hình như nó thêm một cái một, lần trước bị hỏng một này. Một đợt hay là hàng rồi, hình như có phải một không đấy. Thì còn cái kiểu vàng đấy thì vẫn không thấy nên một tí nào đấy, thì tôi cũng muốn chia sẻ các bạn là về cái nước vôi thì xử lý, tất nhiên nó chữa được hay không biết, nhưng mà khi nó bị vôi thì tôi khi nó bị thối nhũn thì tôi xử lý bằng vôi, vì tôi xem trên mạng một số bạn nghĩa là khi ấy là ta có thể là ta bôi nước vôi là pha đặc như là cái quét tường, ta nhúng vào xong ta để hôm sau nó khô đi thì ta lại ghép lại. Đấy là ý thế, bởi vì tôi nói đây là cây đây đấy, cái gốc ấy vôi, vì nếu bạn nào xem thì hôm trước là có hai cái mầm gốc đây là bị nhũn đấy, nhưng bây giờ nó phát triển rất là tốt. Đấy thì chia sẻ về cái tác dụng của nước vôi, nhưng mà nên các bạn thấy tôi nó trắng 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 trong những cái tường trong kia thì đấy tôi đẩy vôi, vì ý là nó kiến này và con sên này hoặc một số con gì nhỏ đến nó ảnh hưởng đến lan, thì khi mình cho nó vôi vào nó có thể là cái môi trường nó không thích lắm thì nó có thể nó đi. Đấy thì biết cái gì thì tôi chia sẻ thế. Và còn cái vườn lan mini này có những vấn đề gì mà nó phát triển như thế nào, có vấn đề gì thì tôi cũng sẽ chia sẻ. Còn hôm nay cũng làm hai cái kiến, bốn cái kiến, một kiến đây, một kiến đây, hai cái tôi treo ngoài bên kia, ý là cho hai cái vào trong vườn lan mini này và hai cái treo ngoài cái cây cái cảnh kia đấy ở trên đấy, để mình xem cái mức độ nó phát triển nó khác nhau như thế nào. Hoặc như cái kiểu vuông hôm trước bị hỏng một cái một thì tôi tách đôi, vì tôi đã làm một cái video tách đôi cái này, một cái để đây và một cái tôi cho ra ngoài đây. Tức là tại sao tôi cho ra ngoài đây, vì các bạn thấy hôm trước tôi nói về cái cây kiểu vuông con ấy đấy, gắn gắn vào đây là nó vẫn sống đấy, lá các bạn thấy hôm nay nó tốt to hơn chưa đấy, thì chỉ có thế thì tôi mới chia sẻ với các bạn. Thì những cái tôi biết thế nào tôi chia sẻ thế, nhà kể cả nó được hay không được, khoảng như cái môi tua này là hỏng thì tôi cũng nói tôi đưa này, ở hình như chắc là khô không khả năng hồi phục rồi, vì cái hoa môi tua này nó cũng đẹp nhưng mà cây thì nó nhỏ nhỏ, cái dòng mà cái thân này tôi không phân biệt được nhiều lắm, như cái này cái lá gần như lá tre đấy. Thì các bạn thấy thì cái nào được thì mình cũng vẫn chia sẻ, và ở đây tôi vẫn ghi là môi tua này, thì cái nào không được thì mình vẫn chia sẻ để anh em gọi là tham khảo. Còn khi mà trồng hoặc chăm sóc thì mỗi người mỗi cách trồng khác nhau, chứ cũng không phải là áp dụng của người này người kia, tức là trên mạng người ta cũng đưa rất nhiều. Nên video này thì tôi làm đến đây thì cũng là kết thúc, là xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Nếu các bạn thấy có ích thì có thể like, chia sẻ, đăng ký kênh. Xin chào các bạn.